Hello, xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, tuần tới thứ năm là Thanksgiving rồi, nhưng mà hai chồng của Dâu quyết định không có đi đâu hết. Thì cả nhà thấy không, chồng của mình giỏi chưa? Tại cái tay mình đau, mình không có cuốc đất được á. Mình nhờ chồng mình làm xây dựng cho mình cái giường bông mà ngay cái phòng thư của mình á, để cho mình dễ mình trồng bông cho nó đẹp. Thì ở nhà nè, dịch này ở nhà trang trí. Cái con chó của mình nè, nó thấy ba nó mà nó làm gì đó. Captain, Captain, you want see daddy? He busy though. You want go now, yeah? Okay. No, I'm not talking to Tommy. Đó, nhà mình decoration xong rồi nè, cả nhà đẹp chưa? What? What? Bên ngoài nhà mình nè, mình còn muốn làm thêm cái cây chỗ đó cho nó đẹp nữa. Còn đây là anh xã của mình nè, coi nè, giỏi chưa? You need help, chum? Alright, I'm gonna go get you some more bricks. What you need to do is level this out so you can put a brick down. So I need to dig like this? Well, you don't need to dig so much. You can get the little one that you can just push to. Watch out. Put them down. Mm-mm. You put a brick down to make sure it's flat. Mm-mm. Yo-yo, how do you know it's flat? Oh, my back's so hard. I feel like I cannot do anything. Help you, baby. You okay? There's mosquitoes trying to bite me. Tội nghiệp chưa? Tại chồng mình á, mà ra đường mũi nó hay chích ổng lắm. Ổng sợ nè. Nói chung thì... Okay, that might be Captain. I don't know. Why is his voice so funny? Maybe it's somebody else. I don't know. Yeah, I think that's another dog. Nói chung chồng mình thì nó không có làm được nhiều việc tay chân giống như mấy anh chồng khác nha. Nhưng mà thôi cũng kệ, chịu khó giúp cho vợ. Nói chung là nhờ tới là chồng làm chứ không phải không làm. Chỉ cái điều là hơi chậm hơn ta thôi, nhưng mà vẫn làm. Thì chồng tay của mình thì chỉ được vậy thôi đó. Không có, chồng Việt Nam thì làm được nhiều chuyện hơn. Còn chồng tay thì... Chồng mình nó làm văn phòng cho nên nó không có lanh lẹ tay chân như người ta. Nhưng mà thôi, chịu giúp là vợ mừng rồi, đúng không cả nhà? Thì bây giờ mình đang hép chồng mình nha, mình đang giúp chồng mình đào cái lỗ này nè. Tại vì bên đây giờ gần 5 giờ rồi. Trời bắt đầu lạnh lên rồi đó cả nhà. Mà nói chung mình giúp để cho chồng mình đi ảnh đi lấy gạch rồi. Không có chịu quay phim đâu nha, mình quay là mắc cỡ thích. Ok cả nhà, thì mình tranh thủ làm tại vì trời tối rồi. Thì nếu mà các bạn thích video của Vô thì muốn theo dõi kênh của Vô thì cho Vô một like, share và bấm nút theo dõi nha cả nhà. Bye bye.